Đêm nay thời gian đứng yên lắng động, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Mưa trôi làm thêm khó câu giá từ, vì đường xa ướt mưa. Rồi rồi rồi, cái gì đấy? Ra em lùa la, Vũ ơi hãy về. Vũ đang ở đâu? Vũ ơi, Vũ ơi. Trời ơi, khổ ghê vậy, kêu từ nãy giờ sao Vũ nghe gì đó vậy hả? Hát hay quá. Cảm ơn Vũ. Vũ mê mà Vũ muốn trượt từ cầu thang xuống đây, cái Vũ đứng đó luôn đó. Hèn gì dạo này cầu thang con sửa hoài, nó gãy quá trời. Con nữa à? Vũ, Vũ biết làm đồ ăn không? Trời, Vũ là coi như là đầu bếp số 1 ở khách sạn mình. Món gì Vũ cũng biết nấu. Vậy Vũ làm giùm con mấy món liền nha. Con nói đi, Vũ nấu liền. Bây giờ làm giùm con một số những cái món. Thí dụ như là bây giờ Vũ làm con một cái bún bún ốc chuối đậu, bún đậu mắm tôm, hay là xôi yến, hay là bây giờ heo giả cầy, thịt đông, hay là bánh đúc, miếng trộn. Con. Sao? Khoan. Vũ thấy có cái gì nó sai trái nằm chỗ này nè. Sao vậy Vũ? Trời ơi, mấy cái món đó nói thiệt con nha. Nói ra, nó biết Vũ, Vũ không biết nó. Con nghĩ sao vậy Vũ? Này là... món Hà Nội Vũ. Món Hà Nội hả? Dạ món Hà Nội. Rồi sai tiếp rồi con ơi. Vũ là người miền Nam, Vũ là nấu mấy món miền Nam. Thí dụ bây giờ con muốn ăn đúng không? Vũ vô, Vũ sẽ nấu cho con cái món ví dụ như là trứng hột vịt. Cá lóc nướng trui. Đúng rồi. Còn không thì canh chua cá bông lau. Cái đó là con ăn. Nhưng mà này là thì con ăn. Con order cho khách ăn mà. Khách của khách sạn mình ăn. Mà người này là chỉ ăn đồ miền Bắc, không ăn đồ khác. Con nói sao? Khách vô đây rồi ăn đồ miền Bắc hả? Vô Sài Gòn ở lâu rồi mà chỉ ăn đồ miền Bắc, phải đồ rặt Hà Nội mới ăn, nó khó vậy đó chứ. Nào mà đặt chơi khó Vũ vậy? Khách VIP Vũ ơi, ca sĩ nổi tiếng lắm. Cái đầu nó quăng như con vậy đó, cũng đẹp phải trai. Đọc cho Vũ coi cái đứa nào vậy? Ủa nó hay hát giữa đêm lắm. Phải không? Nó hay thất tình lắm Vũ ơi. Trời ơi. Nó yêu ai, bây giờ nó đang yêu ai đó, như nó yêu nó đang yêu Thầm Nhớ Trộm Hương Tràm. Trời đất ơi, con biết con đâu có nói ai nghe. Ai vậy con? Con không biết nữa mà nó hay hát giữa đêm. Trời, Vũ biết nó đi, ai vậy? Ý, nè, đó, 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 nè, nghe nè, nghe nè. Because I do love you, my baby. Don't care about anything you did to me.
lại như lúc đầu. Có lắm nụ cười cũng sẽ có lắm đau thương. Chẳng còn điều gì là bên ta mãi mãi. Không thể bỏ anything nhưng để giữ đi. Chẳng còn lắm nước mắt tuôn rơi. Dù thật sao đôi mắt kia là bóng mơ. Hát mà mồ hôi một cây nhễ nhại. Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Qua đây anh mời em ly nước nha. Xin mời. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với Chuyện Tối Nay Với Thành. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19:50 thứ năm hàng tuần trên kênh BRT Đài Phát Thanh Truyền Hình Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Uống miếng trà em. Đây, hai đứa mình vô một cái. Em là cũng nhận là cái sự bất biến á, đã nằm trong em á. Hồi xưa anh thấy là em để cái quả đầu rơm ấy. Hồi xưa để tóc dài thật. Ừ. Em để cái đầu đó bao nhiêu năm? Phải 8 năm, hơn 8, chỉ gần một style một hả? Vâng. Đấy thì anh thấy không, em đâu có bất biến đâu. Thì bởi vậy đó. Nhưng mà hồi xưa là em mê ai mà em để cái đầu đó? Không, thực ra thì cái đầu nó cũng đâu liên quan đến mê ai đâu. Là tự nhiên nó vậy đó hả? Vâng, thì em tóc thấy quăng nó tự nhiên hay là em nhờ tóc tự nhiên ạ? Ồ, tóc tự nhiên là em quăng sẵn vậy đó hả? Vâng. Hay vậy ta. Rồi bây giờ ai là cái người mà biểu em xuống tóc sau 8 năm? Thời gian gần đây thì em có vào công ty thì sau đó thì mới được định hướng là sẽ mang đến nhiều thứ hơn, mới mẻ hơn. Và cái điều mới mẻ hơn em nghĩ là đầu tiên thì chắc là phải cắt tóc. Cái này là công ty kêu em cắt hay là em thoải mái để cắt? Cái việc đầu tiên thì là công ty kêu em cắt. Ờ. Rồi sau đó thì sau khi cắt xong thì em lại cảm thấy thoải mái. Thì như quý vị đã biết, Bùi Anh Tuấn là một cái bạn mà theo Trấn Thành, một cái bạn đúng nghĩa là một cậu bé không chịu lớn lên. Thôi mà em cũng lớn hơn một tí thôi, cắt tóc là lớn hơn rồi. Hồi xưa mà tôi đi diễn lưu diễn bạn ấy bên Mỹ nha anh Trí nhá. Bạn ấy mặc một cái quần đùi bông có hình Hoa Kỳ, sau đó anh ta mặc một cái áo thun đen. Và cái bộ đồ áo thun đen và cái quần đùi bông đó em thấy suốt trong khoảng một tuần lễ hơn. Trong bất cứ một chuyến bay nào khi mà di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, em ngồi em đặt câu hỏi là làm sao có một ca sĩ mà họ có thể giữ được cái rắc co quần áo mà chuẩn như vậy. Thì mới hỏi ra là anh Tuấn là nó chỉ có đúng cái bộ đồ đó thôi. Và nó thay hai cái, nó thay qua thay lại gì thôi đó. Chốt lại thì nó cũng chỉ lý do là mát thôi. Lên máy bay ngồi cho mát. Em có muốn dọn nhà sang ở Bắc Cực hay là những cái vùng ôn đới hay không? Cắt tóc và mặc đồ cũng chỉ vì mát thôi em à. Việc thứ hai, tại sao em nói bà ngày trẻ con? Nó qua bên Mỹ, người ta đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác thì người ta, anh biết mỗi lần đi mà mỗi một cái hành lý sẽ tốn 25 đô, còn đó là hàng rẻ nhưng hàng khác nó sẽ mắc hơn, và cho cái hành lý thứ hai thì nó sẽ mắc hơn cái hành lý thứ nhất nữa là khoảng 75 đô. Mà em nó mang 4 cái hành lý, trong đó có 2 cái hành lý là trống trơn và 2 cái thùng đĩa, mỗi một thùng bự bằng cái ấm trà này, nó như cái ổn áp vậy đó anh. Mà em nói ủa tại sao mày không có lấy đĩa, mày bỏ vô trong 2 cái thùng này mày sẽ giảm được 2 kiện hành lý, mà mày đi đâu mà mày na lĩnh cà lĩnh kỉnh vậy Tuấn? Thì em nó mới nói rằng là anh Thành của em chả biết gì cả. MC Trấn Thành phải ngồi xuống lò mò dắt từng cái đĩa nhét vô. Anh biết không, nó mở cái hộp đĩa ra, nó trút đĩa vô trong cái vali nó chung với quần áo của nó, rồi nó bươi lên và nó nói em một câu là anh Thành ơi, em không thể nào cho hết tất cả đĩa này vào trong cái thùng này được. Và em phải ngồi em xếp từng cái cho nó cuối cùng xếp được. Không, thực ra thì em nghĩ là cái mà việc mà em không xếp được qua là do lười thôi, chứ không phải trẻ con, nó không liên quan ở đây. Cũng nhiều người trẻ con người ta cũng chăm đó chứ. Thật ra nó có một cái lý do để mà mình phải bỏ đĩa chung với lại quần áo, là lúc đó nó không bể đĩa. Tại vì quần áo nó đè lên, thành ra là trong cái lười bao giờ cũng có cái hay. Vấn đề là nó không có xếp anh Trí.
không, trút như vậy vô luôn. Tại đó, vì sếp biết đâu chừng là cái đĩa đụng vô cái đĩa, còn có để một cách ngẫu nhiên mà có khi là sẽ có cái nó bể, có cái nó không. Em đang quan ngại là anh với lại Bùi Anh Tuấn có bà con họ hàng gì có, không? Có, anh có. Minh vật tướng từ nãy bà con thì không, nhưng anh chỉ thấy một cái điều là em soi thằng này rất là kỹ từ chưa? Bao nhiêu năm nay. Đồ, tại sao lại có mỗi cái quần với cả cái áo thôi mà anh một phải mang lên tận đây anh. Một quần nếu như mà nó mặc một ngày mình có thể nói là mình để ý. Một tuần lễ nó chỉ có một cái quần thì anh nghĩ đi. Có những cái người á, người ta chỉ có một cái style đó, một cái quần đùi mà người ta mua tới 5 cái. Đúng rồi. Thật sự ra đem kể quý vị nghe luôn nốt cái câu chuyện đó. Cái xong rồi cái nó đi ra ngoài sân bay, cái cuối cùng á là ổng làm cái thác hành lý như thế nào, cuối cùng mất luôn cái hành lý. Anh phải qua một cái chỗ diễn mới không có một bộ đồ. Và tất cả đồ diễn của nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cho mượn, từ cái áo tới cái quần, cà ravat, giày, tất cả mọi thứ. Bây giờ anh chị thấy nha, Bùi Anh Tuấn là một cái bạn thích hát thì hát, không thích hát thì chơi. Thay vì nếu như một ca sĩ khác người ta đi hát ha, ngay show đó ha, người ta sẽ chuẩn bị đĩa để người ta ra, người ta gặp gỡ khán giả như thế nào, hay người ta sẽ chuẩn bị bộ đồ đêm đó sẽ diễn ra sao. Trong một show lớn có bao nhiêu người diễn chung mình sẽ phải hát những bài nào để mình nổi bật trong đám đông. Còn anh thấy em mặc cái gì cũng được, mất hành lý thôi lấy đồ khác mặc, thoải mái lên hát bài diễn được, bao nhiêu bài cũng được, hát xong đi xuống. Có nghĩa là em không có lo lắng gì hết trơn. Thì em đang hỏi được là trong cuộc sống của em thì có cái gì làm cho em lo lắng không? Hiện tại bây giờ thì nếu mà nói về mọi thứ về công việc, em không có quá nhiều sự áp lực cũng như là sự lo lắng, không có những cái việc lớn để mà mình phải lo lắng. Bởi vì đối với em thì cái cuộc sống của em hiện tại sau một khoảng thời gian mà làm nghệ thuật thì cái việc mà em muốn làm nhất đó vẫn chỉ là lên sân khấu và hát. Chứ còn ngoài ra thì những việc xung quanh đó thì nhiều lúc không để ý lắm. Theo em nghĩ là em sẽ nổi tiếng được nữa trong bao lâu? Nếu như với sự không lo lắng như thế này. Cái việc mà lo lắng em chỉ nói đây, em nghĩ là em đang nói về khía cạnh là áp lực của em ở trong công việc. Chứ còn cái việc mà mình ở trong cái công việc của mình, trong cuộc sống của mình cần phải lo lắng điều gì? Đâu, thế em nói cho anh nghe những gì mà em nghĩ tới nó đêm lo lắng rồi. Gia đình. Hiện nay em vẫn là trụ cột cho gia đình đúng không? Dạ. Em nghĩ là hiện nay em đã lo tốt cho gia đình mình hay không? Dạ, không ạ. Chắc là hiện tại thì trước mắt là bố mẹ. Bố mẹ nè. Dạ. Có ai nữa không? Em gái em hiện tại bây giờ vẫn đang đi học. Nhưng mà chắc là sau này thì sẽ đỡ hơn. Em gái em cũng tự lập. Ngoài gia đình ra thì có cái gì để em lo nữa nè? Chắc là trước tiên thì khi mà mình lo lắng cho gia đình thì việc đầu tiên mà em nghĩ là mình cần phải lo lắng được đó chính là lo lắng cho bản thân mình. Đúng rồi. Thực ra thì em cũng có kể với cả gia đình, cũng có kể với cả mẹ trong cái khoảng thời gian mà em đi Mỹ diễn thì em có được ngồi nói chuyện với anh. Anh Thành là một người và khuyên em rất nhiều và khuyên em những cái mà thực tế nhất để mà em có thể nhìn vào và em bắt đầu mới cảm nhận được dần dần. Em chắc chắn là em sẽ không bao giờ quên được. Ok, cùng ly. Cùng ly. Em nghĩ em có cái lo lắng gì về công việc không? Trong công việc thì em chỉ đặt ra cho bản thân của mình là mình sẽ làm được điều này thì mình cứ cố gắng hết sức để mà làm được điều đấy. Cho đến thời điểm này thì em đang rất muốn mình sẽ có một cái hướng gì đó mới hơn so với những cái gì mà mọi người từng biết em qua một khoảng thời gian, là em vẫn luôn luôn là một cậu bé và đứng ở trên sân khấu hát pop ballad, và em vẫn luôn muốn mang đến những cái gì mới hơn và tốt hơn nữa để đến với tất cả mọi người. Nên nếu bây giờ cho em được một cái mà em tự đánh giá về bản thân mình thì thực sự là trong cái khoảng thời gian vừa qua, mặc dù đã có những cái thành công nhưng mà em vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm và em vẫn muốn mang đến những cái gì mới hơn nữa. Đó cũng chỉ là một cái chút tham vọng của em, và em nghĩ là mình cũng nên có một chút tham vọng đấy để mình có được cái mục tiêu cho mình để mình phấn đấu. Có bao giờ em nghĩ là em phải luôn luôn cần một người ở bên cạnh em không? Có ạ. Đấy thì chắc chắn. Bây giờ anh có thể có một cái mẫu ở gần đây nhất, bà Dú. Em nghĩ gì về bà ấy? Dạ, em có thể nói thêm một bà Dú nữa của em. Là ai? Mẹ em. Cho anh hỏi là mẹ em sẽ đi theo em trong những trường hợp như thế nào? Trong cái trường hợp nào mà có thể thì là mẹ em sẽ đi cùng em bất cứ một lúc nào. Có bao giờ em nghĩ là mẹ chán nản với cái việc đó chưa? Em chỉ sợ mẹ mệt thôi. Chứ còn về việc chán nản thì em không lo lắm. Thế em nghĩ gì về mẹ nè? Mẹ là một người như thế nào đối với em? Em yêu mẹ. Dĩ nhiên, dạ. Ai cũng sẽ yêu mẹ mình, nhưng mà em yêu mẹ một cách như thế nào? Cái điều mà em quý nhất ở mẹ em đó chính là sự hiền lành. Em có thể chia sẻ với mẹ bao nhiêu phần trăm cái suy nghĩ của mình? Nhiều lúc em không thể nói chuyện những cái suy nghĩ của mình một cách rõ ràng với cả bố mẹ, bởi vì nó cũng có những cái chuyện cá nhân ở trong đấy nữa. Và em cũng chỉ mong là những cái chuyện mà em khi mà em cần bố mẹ ở bên cạnh và bố mẹ giúp đỡ em thì thực sự lúc đấy em sẽ mới chia sẻ với cả bố mẹ. Có những việc mà em cảm thấy là em có thể vượt qua được thì em sẽ tự mình vượt qua để bố mẹ không phải nghĩ nhiều. Em nghĩ là nếu bây giờ không có mẹ em ở cái bên chăm sóc cho em, một mình em tự lo cho bản thân mình, em nghĩ ổn không? Dạ không. Vì sao? Có lẽ là vốn bản thân em từ nhỏ thì bố mẹ vẫn luôn luôn chiều em và bố mẹ vẫn tạo điều kiện cho em tốt nhất để em có thể học tập cũng như là làm việc. Cho đến tận thời điểm này thì bố mẹ vẫn ở bên cạnh và giúp em chuẩn bị những cái mà xung quanh cái khâu mà để mà em có thể lên sân khấu và em làm tốt những cái gì mà em có thể. Và cái việc đấy là cái việc mà em hoàn toàn hiện tại bây giờ bản thân em vẫn chưa thể làm tốt được điều đấy. Em vẫn chưa thể làm được. Thế tại sao em không thử? Em vẫn chưa tập. Chưa tập là do mình chưa có ý thức mong muốn để được thử một lần tự lập, hay là do chưa có ai nhắc nhở? Đối với em thì cái khái niệm về tự lập thì sẽ có rất là nhiều khái niệm.
tự lập về trong suy nghĩ, tự lập về trong hành động, tự lập về trong cuộc sống, thì em nghĩ là khi mà bố mẹ vẫn cho phép em được thoải mái ở trong những cái tự lập ở trong suy nghĩ của mình và không cần phải lo quá nhiều về cái việc ở xung quanh ở trong cuộc sống cũng như là gia đình, mà bố mẹ sẽ giúp đỡ em ở trong cái việc đấy, thì đấy là cái điều mà em thực sự cảm thấy rất đáng trân trọng, rất đáng quý. Và đến khi nào mà em cảm nhận được một cái việc mà bố mẹ em đã đến lúc mà bố mẹ em cảm thấy mệt mỏi rồi, và đến lúc đấy thì em sẵn sàng là người đứng ra và sẽ lo lắng mọi thứ hết. Chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngay lúc mà em mệt mỏi và vẫn chưa sẵn sàng cho việc tự chăm lo cho bản thân mình cũng như chăm lo cho người khác? Em nghĩ gì về trường hợp đó? Thực ra thì tất cả mọi thứ trong suy nghĩ của em thời gian gần đây thì nó đang đi lên theo một cái chiều hướng khá là tích cực, khi mà em bắt đầu biết lo lắng về mọi thứ. Nên là em hy vọng là trong thời gian sắp tới thì nó sẽ có nhiều sự thay đổi hơn nữa để tốt hơn. Thật ra đó là cái anh muốn nói, có nghĩa là bây giờ thế này. Dạ. Thật ra là mẹ thương, mẹ đi theo nhiều, nhưng mà nếu như em có cái suy nghĩ như em nói lúc nãy, dạ, thì anh nghĩ là em nên bắt đầu hình thành nó. Dạ, vâng. Về cái việc là mình sẽ tự lo cho bản thân mình như thế nào. Tại vì bất cứ lúc nào bố mẹ đôi khi cũng sẽ có những vấn đề riêng của bố mẹ mà không thể tiếp tục đi theo em. Dạ, vâng. Một ngày nào đó bố mẹ không theo mình nữa thì lúc đó em sẽ bị hẳn, em bị chơi vơi, em không biết cách nào để em tự quán xuyến với những cái điều mà từ xưa tới giờ mình không để ý, mình không lo. Được. Anh nói ví dụ về lịch diễn, về quần áo mình sẽ mang theo như thế nào, cách mình chăm sóc bản thân mình ra sao. Được. Em nên tập dần bây giờ là vừa. Được. Em có để ý ai chưa? Nếu mà nói không để ý thì là không đúng ấy. Có chứ không để... Thật ra thì nếu mà nói về một mẫu thì đối với em nó khó quá. Cô nào mà quen em trong thời điểm này tội cổ lắm. Why? Em nghĩ đi, cô vừa phải làm bạn gái em, vừa làm chị em, vừa làm mẹ em. Bây giờ làm mẹ có nghĩa là làm công việc mà của mẹ em đang làm á, là lo cho em á. Vậy thì tại sao mình không nghĩ đến cái khía cạnh là khoảng tầm 2 tháng sau khi mà em bắt đầu biết làm những cái việc ấy rồi thì em bắt đầu mới có bạn gái. Mình đâu có vội đâu. Thấy không? Mà em chắc gì em có. Em làm như là kiếm là có liền bạn gái đúng không? Chứ đâu phải là... Không, thực ra thì cái đấy khó thật. Anh Trí, anh thấy em nói đúng không? Bạn này rất là vô tư, vô lo luôn. Anh nghĩ như thế nào về bạn ca sĩ này nhỉ? Người ta hát hay, người ta có quyền. Đúng không ạ? Ok, ok. Hát hay thì có quyền. Ok. Bây giờ nói về hát hay nha. Chúng ta nói về một cái chủ đề này. Em với Hương Tràm anh biết là có một thời gian cũng hợp tác với nhau trong nhiều dự án âm nhạc đúng không? Cũng đi diễn chung với nhau. Anh nghe người ta đồn rằng là nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn có tình ý nhẹ với Hương Tràm. Xin em cho biết một câu trả lời chính xác về lời đồn này. Dạ, một câu trả lời chính xác về lời đồn này là không phải là tình ý nhẹ mà là tình ý nặng luôn ạ. Mối quan hệ của hai đứa hiện nay nó như thế nào? Vẫn thân thiết với nhau ạ. Đợt vừa rồi em và Tràm còn mới kết hợp với nhau và cho ra một cái sản phẩm, và hy vọng là trong thời gian sắp tới cũng thế. Chia tay trong mưa. Nhưng mà bây giờ cho anh hỏi nè, theo em đánh giá như thế nào về độ thành công của Chia Tay Trong Mưa? Nó có như em mong đợi không? Nếu mà nói về bài hát Chia Tay Trong Mưa thì với đến thời điểm mà hiện tại bây giờ, khi mà với những cái mà em đang mong muốn ở trong thời gian sắp tới, để mà em đặt cái hy vọng vào bài hát đấy, giống như những cái gì mà em sắp tới em sẽ đặt hy vọng vào, thì em sẽ không so sánh điều đấy, bởi vì em vẫn hy vọng vào những cái điều sắp tới hơn. Bởi vì Chia Tay Trong Mưa nó vẫn là một cái gì đó mà nó quá quen thuộc với hình ảnh của em, vẫn là một người mà ballad và đứng trên hát những bài buồn sầu thảm, và em thực sự không muốn thế nữa. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ kết hợp với Tràm trong thời gian sắp tới nữa chứ. Dạ vâng ạ. Em đưa ra lời đề nghị rồi, được đồng ý rồi. Nhưng mà em nghĩ sao nè, bây giờ anh nói cái này nó cũng hơi tế nhị nữa nè. Cũng là mưa ha, nhưng em gái mưa của Tràm ở một mình thì lại có một cái thành công rất vang dội. Khi hai đứa là hai giọng ca thực sự là quá đỉnh, kết hợp với nhau lại không có cái thành công như mình mong đợi, thì em có cảm thấy hơi chạnh lòng về điều đó hay không? Và em có một cái kế hoạch gì để cho cái sản phẩm của mình chạm vào trái tim của nhiều người nghe hơn hay không? Riêng về cái việc mà bài hát Em Gái Mưa nó trở thành một cái làn sóng cũng như là thành công như đợt vừa rồi, thì cái điều đầu tiên mà ở đây thì em phải gửi lời chúc mừng đến Tràm đã. Tràm có thành công thì điều đó là một cái điều mà bản thân em đã cảm thấy vui rồi. Còn trong cái thời gian sắp tới thì em nghĩ là em thì trước giờ vẫn luôn luôn có một cái quan điểm là khi mà em làm những cái bài hát của mình đưa ra thì em vẫn luôn luôn muốn là những bài hát của mình nó phải thực sự tốt và thực sự chất lượng và em đưa ra, và khi mà những cái đấy đó thực sự tốt rồi thì lúc đấy em mới mong muốn đón nhận được cái thành công ngược trở lại. Bài này trả lời an toàn thế nhỉ? Ừ. Anh chỉ hỏi một câu đơn giản là em có cảm thấy chạnh lòng về điều đó hay không thôi. Không. Không phải không? Không. Vẫn thoải mái đúng không? Dạ. Nhưng mà anh hy vọng là một cái big hit sẽ đến từ hai con người này. Dạ. Bây giờ chúng ta đến với một cái phần mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ cảm thấy rất là thú vị. Chúng ta chơi cái game gọi là game lên tông. Lên tông. Ừ. Bây giờ mình hát một câu gì đó thì anh Trí sẽ giúp chúng ta lên tông, giống như kiểu mình luyện thanh vậy đó, để coi em lên được bao nhiêu tông nhé. Bây giờ mình bắt đầu từ cái đoạn mà mình thấp nhất có thể.
Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Nha. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau và nhói lắm. Vậy đó, đúng hai câu đó thôi. Mình đi xem mình đi được bao nhiêu lần nha. Rồi, từ pha ha, 2, 3. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Lên tông lần 1. Đừng lo lắng về anh khi mà em vẫn còn yêu ai. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau và nhói lắm. Lên tông lần 2. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Lên tông lần 3. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Lên tông lần 4. Lời anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Lần 5. Về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Lần 6. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. 7. Cố lên. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Nữa được không? Nữa luôn. 8. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Cố gắng lần nữa, lần nữa. Chứ đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Lần 10. Cố lên em. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Xuất sắc. Si giãn. Em muốn nữa không? Nữa được ạ. Cái gì? Lần thứ 11. Oh my god. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ lắm. Xuất sắc thưa quý vị. Chính thức là em bằng giọng nữ. Wow. Wow. Nốt cuối cùng là nốt gì anh nhỉ? Si. Oh my god. Bây giờ là si nha. Thật ra là lên đô nổi đấy. Mà không biết là anh tin không? Thử thêm lần nữa. Anh chị ơi, cho em thử thêm lần nữa. Cố gắng lên em. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau hoài nhớ em. Xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, 12 lần lên tông. Các bạn có thể tập thử tại nhà, nhưng nhớ khuyên là không nên làm. Đây là một bộ môn gọi là đu thanh quản, chúng ta không nên thử tại nhà. Đây là người chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn Đức Duy. Hay quá. Xuất sắc. Anh còn nhớ là cái thành công lớn nhất của em là từ một cái cuộc thi. Sau cuộc thi đó em được mọi người yêu mến rất nhiều và trở thành một hiện tượng âm nhạc của Việt Nam. Em được mọi người yêu mến nhất với bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con. Rồi một thời gian sau đó
anh thấy em im lặng, gián đoạn vì một số những cái scandal không mong muốn có. Em có lời nói gì về những cái điều mà mình đã từng làm ở thời điểm đó không? Em chỉ mong muốn là mọi người hiện tại bây giờ, khi mà em đã có một khoảng thời gian băng đi như thế và đã có rất nhiều thứ xảy ra như thế, và đến tận thời điểm bây giờ mọi người vẫn tạo điều kiện và cho em cơ hội để được quay trở lại mạnh mẽ như thế này, thì em chỉ hy vọng là mọi người sẽ nhìn vào em ở khía cạnh đằng sau, sau này nữa. Chứ còn những cái mà nó đã qua rồi, em nghĩ là em sẽ không minh chứng cho cái điều đấy bằng một cái điều là đó hoàn toàn là những điều mà em không hề muốn nó xảy ra. Và lý do khách quan hay chủ quan thì em nghĩ là em cũng sẽ không nói ở đây. Và em chỉ hy vọng là mọi người sẽ thông cảm cho em trong cái khoảng thời gian mà em đã xảy ra những cái sự cố như thế. Từ sau bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, mọi thứ đến với em một cách quá chóng vánh và em không thể kịp làm quen thích nghi với điều đấy. Và lúc đó em lại còn ở trong Sài Gòn một mình nữa, bố mẹ thì lại ở ngoài Hà Nội với cả ông bà rồi với cả em gái, và em ở trong này một mình và cứ loay hoay giữa một cái mớ áp lực như thế và chơi vơi, đúng không? Dạ. Nhưng cho anh hỏi là có bao giờ em nghĩ là chính vì từ xưa đến giờ mình ở trong vòng tay của gia đình quá nhiều, là chính cái sự bảo bọc đó nó làm cho mình mất khả năng kháng cự và mất khả năng chống đỡ với những cái áp lực của cuộc sống, có bao giờ em nghĩ vậy không? Thực ra cái lý do đấy cũng là một lý do mà em nghĩ là nó cũng có lý thôi. Sau khoảng thời gian 5 năm rồi và đã có quá đủ những cái vấp ngã cũng như là nước mắt rồi, đủ mọi thứ ở trên đời nó xảy đến với em, và cho đến thời điểm này khi mà em có thể ngồi đây và nói chuyện được cách thoải mái như này thì có, em nghĩ là mọi thứ nó đã trở thành một cái kinh nghiệm rất là quý giá cho em để mà em có thể bước tiếp ở trong cái chặng đường sắp tới. Và tất cả mọi thứ đã qua rồi, nó vẫn luôn là ở lại trong cái con người em và nó luôn là một cái gì đấy không thể thiếu được trong con người em. Anh đồng ý. Thực ra người ta luôn luôn mạnh mẽ hơn mỗi lần trở lại. Nhưng mà ngay cái lúc mà em bị vấp ngã đó, có bao giờ Tuấn muốn bỏ cuộc không? Dạ có. Vì sao? Những lúc đó là những lúc như thế nào? Khi mà được đặt chân vào cái môi trường mà em yêu thích, đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn rồi, bởi vì nó là một sự may mắn của em. Và khi mà đặt chân vào cái môi trường này, thú thật là với một cái người mà lúc nào mà cũng ru rú ở nhà và nội tâm, sau đó thì gặp rất là nhiều chuyện xung quanh như thế, thì bản thân em cho đến tận thời điểm này, một phần nào đó em vẫn có một cái khía cạnh chưa thích nghi kịp với cả showbiz. Thì bây giờ sau tất cả những cái vấp ngã nó đến với em á, thì em có cảm thấy rằng là ồ, cái con đường mình chọn nó có rất nhiều cái giá phải trả, và so với những phần thưởng và những cái giá phải trả thì em nghĩ là em có hợp với nó không? Dạ có. Em vẫn chấp nhận đương đầu chứ? Em nghĩ là cho đến tận thời điểm này thì em nghĩ là em sẽ sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi thứ xảy đến với mình, bởi vì con đường của em sẽ còn rất dài, và em chắc chắn là nếu mà em không làm nghệ thuật, em không đi theo con đường nghệ thuật, đây là nó một cách thực tế, thì em sẽ hoàn toàn không biết là mình sẽ phải làm cái gì. Bởi vì xung quanh thì cuộc sống của em hiện tại bây giờ nó cũng chỉ có nghệ thuật thôi. Anh thấy luôn luôn trong mắt em luôn luôn có sự lạc quan, cái đó là cái điều may mắn. Tức là những người làm âm nhạc, những người làm nghệ thuật cần nhất đó là sự hồn nhiên và sự ngạc nhiên với nghệ thuật. Tức là nghe một cái bài hát rớt nước mắt được, nhìn thấy một cái gì đó vui và nhảy lên như một đứa trẻ, đó là cái điều mà người nào cũng muốn giữ được điều đó. Và thật ra điều đó nó vốn có từ tất cả mọi con người, từ khi người ta ra đời nó đều có sẵn, chỉ vì người ta học cách làm người lớn và người ta nghĩ rằng cái điều mà tập làm người lớn riết á thì nó sẽ tốt, và người ta cố gắng để trở thành người lớn. Nhưng đến khi cái người thật lớn rồi thì người ta lại muốn trở thành như một đứa trẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ. Và như vậy thì cái hành trình của Tuấn theo anh nghĩ là nó bắt đầu như thế, và bạn giữ nó, nhưng là sẽ có những lúc bạn sẽ bắt đầu có những cái khoảng trầm xuống, bởi vì bạn bắt đầu chiêm nghiệm cuộc đời, rồi bạn sẽ lại bắt đầu quay trở lại để trở thành như ngày hôm nay. Đó là một điều mà anh cũng muốn nói với em, là em cứ mãi giữ cái điều này đi, tại vì đó là cái chất xúc tác tốt nhất cho một người nghệ sĩ. Em sẽ rất không phải là em nếu em cứ biến mình thành một ông cụ non. Vì thật sự không biến được đâu, em không biến được đâu. Anh chỉ có một lời khuyên cho em thôi, thì em hãy cứ tư duy và làm việc như một người lớn, nhưng em hãy để trái tim em rung cảm như một cậu bé không có tuổi như em đã từng. Đó là cái điều tốt nhất dành cho em, và anh chúc cho giọng hát của em sẽ lúc nào cũng sẽ thật là hay, có nhiều sức khỏe để có thể lo lắng cho gia đình, và đặc biệt là người lo lắng cho em, người mà em gọi là mẹ. Đó. Như Bùi Anh Tuấn nói, cuộc đời chúng ta sẽ cảm thấy rất là tươi sáng và chẳng có gì phải buồn cả nếu như chúng ta có hy vọng và đặt niềm tin vào chính bản thân của mình. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhẹ lại không khí một tí, cũng như Bùi Anh Tuấn nói, Bùi Anh Tuấn rất thích cái gì đó mát mẻ, nhẹ nhàng, bằng một cái trò chơi liên quan đến cocktail để cho cuộc đời mình thoải mái nhẹ nhàng hơn nhé. Quý vị đang trở lại với Chuyện Tối Nay với Thành. Xin mời Vũ. Ở đây bà Vũ rất là đảm đang đã chuẩn bị cho chúng ta một cái trò chơi cocktail. Thì ở đây chúng ta có một số những cái nguyên liệu pha rất là phổ biến như là tỏi, trân châu, bột trà xanh, đây là đường nước, đây là mật ong, sữa tươi,
Và tiếp theo có những phụ vị khá là độc đáo mới như tỏi, chanh, tiêu xay, bột ớt Thái Lan và nước tương. Ok, bây giờ chúng ta làm một trò chơi nhỏ nhỏ nhé. Anh sẽ hỏi em những câu hỏi. Nếu em trả lời trúng thì em sẽ được múc một muỗng bất kỳ vào cái ly của anh. Nhưng nếu em trả lời sai, anh sẽ múc một muỗng bất kỳ vào cái ly của em. Và sau 7 câu hỏi, người nào được nhiều muỗng hơn, người đó uống cái ly đó. Nhá. Ok. Ok, ok. Anh nghĩ là em cũng phải cố gắng bình tĩnh em nhé. Ráng trả lời đúng, em đúng là em được phép múc em bỏ vào ly của anh thôi. Vậy thôi. Cố lên nha Tuấn con, Vũ. Dạ. Vũ đứng kế bên con Vũ đây. Con bị gài quá. Cho gợi ý đi, đứng kế bên. Cho Vũ qua nha. Ờ qua đi. Anh đưa em luôn cái kịch bản đi. Kịch bản gì đây chứ câu hỏi. Câu hỏi mà. Câu hỏi đầu tiên. Chương trình Chuyện Tối Nay với Thành có bao nhiêu thành viên? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, Chuyện Tối Nay với Thành nhỉ? Câu này phải câu mẹo rồi không anh? Không, bình thường, nghiêm túc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúc chứ? Chúc. 11. Chúc mừng em đã sai. Đáp án của chương trình là khoảng chừng hơn 30 thành viên, kể cả những anh phụ máy, camera, không, anh sang. Cảm ơn em. Anh đây này, sai này. Không sao, câu sao, lỡ thôi. Anh là người múc cái muỗng đầu tiên. Mà. Anh thì anh là người tốt bụng ha. Anh sẽ bắt đầu nhẹ nhàng với em thôi. Bằng một muỗng nước tương. Ít ít thôi con. Đi đi thôi. Sao nhìn giống coca. Từ từ. Câu số 2. Dùng hai màu cơ bản nào để pha ra màu xanh lá cây? vàng nè. Còn có cái bài hát gì một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, màu xanh chấm thêm vàng là màu gì? Là nó thành da cam. Thì đó, nói đại đi Vũ biết chưa? Ta màu xanh lá cây mà chỉ màu da cam mà không có bà Vũ. Trời ơi. Thôi Vũ đi qua kia đi. Thôi được mà, Vũ không có, Vũ cổ Vũ con. Một màu xanh chấm thêm vàng sẽ thành xanh lam. Ồ, thông minh. Thì anh nó hỏi giờ ra màu xanh lá cây là màu gì pha màu gì? Màu vàng và màu. Màu vàng và màu. Khó quá. Màu vàng và màu xanh lam. Màu vàng và màu xanh lam phải không? Nó chấm lại ra xanh lá cây. 4 3 2 Nói đi. Màu vàng với màu xanh lam. Màu xanh lam. Sai, đáp án là màu xanh dương. Ê, trời ơi. Anh sẽ múc thêm một muỗng nữa. Vũ hiểu. Vũ hiểu bình tĩnh. Còn câu sao? Em từ từ. Tuổi trẻ đừng có nôn. Chúng ta thôi, bây giờ nãy nước tương thì nó mặn quá. Đây này, bột trà xanh này. Ok, nước tương mà pha với bột matcha thì tuyệt vời. Trời ơi, xuất sắc con ơi. Xuất sắc. Đây Vũ quậy cho. Ừ, Vũ ơi, giúp con. Cốc tay này uống đã nè. Nước tương và bột matcha. Câu kế tiếp. Thành phố nào nổi tiếng với món kem Alibaba? Alibaba liên quan gì đây ta? 5. Cái hãng Alibaba đó, con tôi. Em chưa biết Alibaba là kem gì, từ từ. Hả? Giúp. Alibaba là cái kem đặc sản của thành phố đó. Nhưng mà kem này nó là kem gì? 5. Thì em tới đó đi để em biết, vậy em không biết là coi em thua chắc rồi. Xin ơi, nãy Tình Vũ gợi ý cho em đó đi. Đúng rồi, gợi ý một tí đi, đùa. Nãy Tình Vũ đi. Thành phố biển. 2. Thành Khánh. 1. Vũng Tàu. Vũng Tàu, chính xác. Yeah. Cảm ơn em. Đây là ban nhạc trả lời giùm, không tính anh múc tiếp. Trời ơi. À, hồi nãy anh nghe ban nhạc rõ ràng anh đang có gợi ý, anh cho em một muỗng tỏi nhẹ. Ok. Nóng quá. Em vừa nãy anh bảo em cho em chơi trò gì rõ ràng là ban nhạc giúp đỡ cho em không có câu trả lời của em. Còn câu sao mà con yên tâm. Đây, cái này đây. Vô ơi. Đây. Đố em. Cây đàn guitar nào nhỏ nhất thế giới? Rồi trả lời đi con. Cây đàn. Trả lời đi, ban nhạc giúp em nữa làm chết nữa. Em tự lực cánh sinh đi. Cây đàn theo hệ guitar nào là nhỏ nhất thế giới? Theo hệ guitar. Là Tân Vũ không? Vũ tin con không? Tin luôn. Bây giờ mình chưa chốt câu hỏi nên mình chỉ thảo luận thôi. Đúng rồi, thảo luận thôi. Ok, le le. Cái gì? Đọc gì bậy vậy? Cái gì bà? Qua đây nè. Ân cu le le. Ku le le. Trời, cái đọc u gì u hoài vậy? Đúng chưa? Cái gì le le đó. Ok, chúc mừng em. Sai. Đúng. Thưa quý vị, em nói là ukulele, thực ra cái đàn đó là ukulele. Ok. Thôi thà cho nó em đi đi. Cho nó thành câu đúng đi. À, cho câu đúng đi. Em múc đi. U với chữ u. Đó, em múc đi. Đúng rồi, phải nãy Tình Vũ chứ, tội nghiệp nó quá mà. Nè, em múc cái gì cho một lát nữa anh. Bây giờ con múc tỏi con bỏ vô đi. Nó múc bột ớt. Trời ơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bỏ nhiều. Ừ.
Thằng bé này gan. Được. Giống nước cam ha. Cà rốt. Anh cho em một câu kế tiếp tuyệt vời. Em hãy nghe bài hát sau đây. La 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 la. Bài hát vừa rồi có bao nhiêu chữ la? Rồi em đoán được ngay mà, em biết ngay là hỏi em câu này mà, em biết ngay mà. Vũ cũng bó tay với con rồi. Mình có được hát lại không? Không, em đếm đi. Em có 30 giây để đếm. La la la. Đây chưa tính Vũ không? À, có một từ A. Cái gì? Có đúng một từ A một. Ừ, sai. Mỗi một câu có 11 chữ la, trong đó có 8 câu, 7 câu đầu 11 chữ la. Là 77 chữ la, câu cuối cùng có 5 nốt là 5 chữ la. 77 cộng 5 là 82. 82 chữ la, anh mốt tiếp. Không không, mình phải tính toán thông minh. La 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 11 đúng không? Chứ 7 câu nhân lên, 77, 77 với 5 là 82. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Em phải trả giá cho cái sự trẻ con của mình. Hồi nãy em bột ớt phải không? Thì anh bột tiêu thôi. Khoan 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 khoan, Tuấn ơi, nếu như Trấn Thành mà đếm sai, không phải 82 chúng ta qua câu hỏi tiếp. Thưa quý vị, đây là câu hỏi tiếp. Không, chúng ta đến với câu hỏi kế tiếp. Đây, nếu mà Trấn Thành nó là 8 câu thì cái câu số 4 đúng rồi, không có tới 11 nốt, 5 nốt. La 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 10 9 ta la ta 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 ra 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 ra. Chết đi. 9 thì đó là 80 chữ. Hồi nãy anh đó nói là đáp án là 80. Thưa quý vị, đáp án chính xác là 80 chữ. Thưa quý vị, 80 chữ là. Ok, mời mời Tuấn qua đây, chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp nội dung như sau. Nam diễn viên nổi tiếng nào đã để quên tượng đồng Oscar trong nhà hàng? And... ban nhạc Google nhanh lên. And... ban nhạc Google nhanh lên. Google. And... gửi cho em luôn, đây là nam diễn viên điện ảnh có số cát-xê cao nhất trên thế giới hiện nay. Khoảng trên 70 triệu đô một phim. Đóng phim gì vậy? Một trong những ngôi sao đã từng đóng một bộ phim lấy nhiều nước mắt nhất. Là cái đóng phim này nè. Đóng phim này nè. Cố lên. Every night in my dream. Diễn viên diễn viên này em không nhớ tên nhưng trời ơi, nhưng mà vừa được giải Oscar xong thì phải. Đã giúp đến mức độ đó, người ta chỉ có thể cho cần câu không để cho con cá được. Ông đó tên là gì nhỉ? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio gì đấy. Cảm ơn em, đó là của anh. Bây giờ anh sẽ tặng em lắc danh. Oh. Em đừng có giỡn mặt. Câu hỏi kế tiếp. Câu này nè, đây xuất sắc này. Câu này là câu kết nè. Sẽ mấy thầm mấy lên mấy câu rồi. Đây câu này câu kết nè. Thôi anh nhường em câu này luôn đi. Anh nhường em đó. Đây thì em múc luôn nè. Chưa, em trả lời đã. Hãy kể tên 7 nghệ sĩ có tên chữ Linh. Nhanh lên. Linh Linh Phi. Linh Phi. Linh Nga. Linh Nga. Không có linh tinh Hoàng, nữa Hoàng, nha. Hoàng Thị Linh. Hoàng Thị Linh. Quang Linh. Nhanh lên, cố lên. Dễ quá mà. Anh Hoài Linh. Hoài Linh. Năm rồi. Diva. Mỹ Linh. Còn một người cuối cùng. Who? Thái Thị Linh. Yeah. Yes. Thưa quý vị, đây là câu duy nhất nam ca sĩ Bùi Hoàng Tuấn có thể tự trả lời được. Vâng, tuyệt vời. Múc cái gì múc đi em? Không, em lấy nguyên quả chanh này thôi. Ok, chấp nhận luôn. Để vô đi kinh. Nhưng mà đằng nào thì em phải uống mà đúng thì không? Thì đó, tại vì em năm muỗng rồi. Anh chúc mừng em.
Lấy cho anh nhắc đi. Cocktail đã được pha sẵn. Đây là hàm lượng cocktail bổ dưỡng cho sức khỏe, bao gồm nước tương, bột tiêu, chanh, tỏi và bột matcha. Cheers. Này thì sao trong em lại có tỏi này? Hay anh múc. Lúc nào? Đấy anh múc. Đấy. Muốn đi thôi, đang học. Thì bây giờ thế này. Một là em uống. Hai là em không uống. Là em hát. Em phải hát một bài thiệt hay thì anh sẽ bỏ qua cho em cái ly này. Em hát. Em lựa bài đi, cho em lựa bài đó. Em phải chinh phục được anh bài này. Bài này anh nói không hay, vú nói không hay, cái một trong hai người bỏ phiếu trống là em gãy liền. Em sẽ hát một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh. Bài Hẹn Một Mai. Hẹn Một Mai phải không? Dạ. Yep. Ok, anh cho em Hẹn Một Mai nha. Một mai xem anh quay lại nha. Ngày mốt anh tính cho em có uống hay không. Ok. Vâng thưa quý vị, và bây giờ Hẹn Một Mai với tiếng hát Bùi Anh Tuấn. Ta say đến già, nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh, giữ gìn là trọng trách đôi vai anh. Tương là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau, anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai rời xa ai biết được, chợt biến mất thay vội đến rồi. Ngần ngại đôi môi ai chưa ngó lời, nếu như chậm chạp đến sau ký ức nơi kia có nhau, tìm nắng mới ấm áp hay đợi nhau. Vô tình là cơn gió giữ gìn là trong trách đôi vai anh thêm sức mạnh, tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau, anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai rời xa
không nhỉ? Sao Vũ? Quá xuất sắc con được không, ơi. Được không? Thấy quá không? Hay. Bây giờ có quyết định cho uống cái ly kia không? Thôi. Anh Trí đây sao anh Trí? Không, em ngửi mùi thôi. Em dám uống thì anh dám uống thôi. Bạn nhạc thấy ok ha. Ok thôi chị quyết định bỏ qua ha. Nói giỡn chứ đẹp trai, dễ thương, hát hay, ai lỡ bắt uống cái ly quỷ đó thiệt á. Vũ, còn có đàn nữa nè, tặng đi nè, một cây ukulele như bạn mong muốn ha. Tặng cơm. Cảm ơn Vũ. Trời đất ơi, tao coi tặng kìa thấy gớm không? Quên, nãy quên ký tên vú chồng. Ký tên vú người ta nhiều khi không dám lấy ha. Một kỷ niệm khi đến với chương trình Chuyện Tối Nay với Thành. Chúc em thành công trong cuộc sống và luôn luôn ra được nhiều bài hit để phục vụ cho khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chuyện Tối Nay với Thành đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại vào 19:50 thứ năm tuần sau trên kênh BRT Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.